Lô chọn nhà nha. Hết mưa cái ơi. Đi làm về bà xã ngủ rau này có làm gì ăn đây? Lính mà cũng dẫn con ngựa về kìa. Quá cạn rồi cả nhà ơi. Nó cạn queo cho này. Cái gô hết bên ụt kìa. Bữa nay hết mưa rồi. Cái này mà còn nắng nữa nè. Hả? Đây có má mình ra tham gia nó ra. Chào má. Chào các bạn. Đó, chị ba mình với bà xã mình ở đó. Chào các bạn. Đây ăn ăn món gì? Này cá linh mà để vô. Cá linh chiên bột hả? Cá linh chiên bột. Cua minh tráng. Cua minh tráng mình cặp rau mình ăn. Cặp rau sống ăn. Đây tép nè. Dữ quá. Tép nhiều. Tôm quá. Nữa. Tôm tép nhiều dữ nè. Âu tinh không có một. Cá mặn hả? Cá nước hả? Nước. Hết biết tép trứng không cả nhà ơi. Tép mùa nước nổi ở đồng quê đi. Mà cá này nước hết nổi rồi. Cá này nước cạn rồi. Cá không. Nhiều vậy không hết. Hết biết cá ụt dưới ruộng kìa. Ngon dữ ạ. Bắt đầu lên lửa thôi cả nhà ơi. Biết xài bếp đó không? Bắt đầu đổ vô chiên thôi cả nhà ơi. Ai bà muốn bắn chừng nào xong kêu tôi nha. Bà chị ba mình đổ vô đó. Cái này chảy điện xuống rồi ăn ngon rồi sạch sẽ. Lấy cái sạn ra đó chị ba. Ngọ. Nhìn vàng rồi cả nhà ơi. Thôi vậy. Ngon mà ăn gì? Nó đâu ăn được cũng thôi rồi. Tôi đang chơi nè. Ngồi chơi thôi không? Có tép đó, nó ngon lắm rồi. À. Này, cá hơi yếu không? Cá nó bồm bồm. Cá gì? Cá quá cá. Trái nắng cả nhà, con không mờ không cắm cả nhà. Quá. Đây bà xã mình sắt gao quá dưa leo đây. Nắng rồi các bạn mừng vô tâm luôn. À, bà xã mình sắt dưa leo ra, rồi mình cặp vô mình với cá chiên bột, chấm nước mắm, quất. Chấm nước mắm mặn hơn gì nữa. Mắm mặn hả? Bà chị mình làm được gì cả nhà? Tiếp tục tới dĩ mới. Đồng quê mà ba món này dễ kiếm cả nhà. Cá này nhóc. Này hết bão cả nhà ơi, nắng quá tốt mà nè, trời trong veo nè. Nó. Đó, cảnh quê mình đó. Nước cái này nó giật bài bà dán cho cả nhà ơi. Phải nước nhiều quá đẹp. Cái này xả được luôn á anh. Bài bà dán rồi xả gì đó. Xả không được. Đắp ba mức mức. Cái này chưa đâu. Xả trời mưa rồi. Đây bà xã mình sắt dưa leo với cái gì? Cà chua. Cà chua rồi nghe cả nhà. Lâu ăn đó quá giờ cũng không quên. Đó, được mẻ nữa nè. Dạ luôn nữa nè. Giống cua chiền quá. Chiều qua đang mát mẻ cả nhà ơi. Người ăn không? Nhậu không? Nhậu không, mua hùng bia nhậu nè má. Ôi. Bữa nay gia đình mình nhậu rồi. Nó cháu mình cả nhà clip nào cũng có nói hết trơn nè. Dạo. Nó ăn gì đâu? Ăn cá gì? Ăn bắn dưa cá. Bắn cá gì? Cá chiên. Cá chiên bột. Ăn cá chiên bột dưới tép. Đúng rồi. Nha các bạn, nhớ đừng quên những cái chuông nè, nhấn vô cái chuông và sẽ đăng ký chuông nè. Bye bye. Đúng. Ông ơi dạ, ông ơi dạ. Trốn lúc lúc. Núp núp. Chào, ra biết nội mày chào. Ông anh mình cũng ra tham gia nữa nè cả nhà ơi. Làm gì vậy?
gì anh hai? Giờ quay. Ông ngoại. Cá. Đây mình gấp lên nha cả nhà. Vàng rồi. Mình chưa ăn thử được cái nào trơn các bạn. Giòn giòn mà cặp rau sống chấm một cái nó ngon. Ngon bể nồi luôn. Cái miếng bự nữa. Mày sợ gì chứ ba? Thời ăn lửa cao lên cũng được đâu. Gió nè, gió hù. Cái nãy còn hơi trắng chiên lại nha cả nhà. Chiên lại vàng vàng vậy nè. Nó giòn giòn ăn mấy ngon. Không có giò con đó. Nó ngồi đây nè. Ông ngoại cho con trái mía không? Ông anh bụp cây mía rồi kìa. Cây mía ốc nổi không? Ông ngoại. Này cho bà Thảo Niêm test thử nha cả nhà. Không biết Niêm thêm cả nhà. Mặn lạc không? Mời cả nhà nha. Ăn mình ăn thử miếng thôi vừa ăn hay không? Trái cho con ăn miếng kìa. Con ăn không được. Cái Linh cái này bành bành không nè cả nhà. Bữa nào nhúng giấm ăn bữa coi. Cái Linh nhúng giấm ngon lắm nè. Nhúng giấm mà có dừa tư ha. Ba cái mã đề hồi xưa á. Nhúng vô ăn ngon. Bây giờ tiêu ba mã đề hết rồi. Chút hả? Chiều bữa cơm đang luôn cả nhà ngon quá. Má thử miếng ngon quá. Nước này hết lên nở rồi. Trời chiều ở quê nè cả nhà ơi. Rất mát mẻ. Trời này xanh vờn mây nè. Ông lại cắn làm ai ra cho con ăn được á. Thầy lên dĩ mới nữa cả nhà ơi. Tiếp tục lên dĩa mới thôi. Ra đây chơi rồi bà hai. Vàng ôm hết trơn rồi. Vàng ngon lắm. Dầu miếng thơm đi. Vàng nó vàng vàng lắm. Miếng thơm nó vàng. Nhiều heo. Thì hết. Nhiều lắm. Tiếp tục lên dĩa mới nữa. Còn 2-3 dĩa nữa là xong rồi cả nhà. Coi hai ông cháu tàu lâu kìa. Cho té luôn. Đây một mẻ này sẽ sang vàng nữa cả nhà ơi. Cái gì đặt 7 cái đó. Thấy ngon không? Cái đặt 7 cái. Cắt mấy nhỏ nhỏ ra cả nhà. Giờ họ dễ mình dễ cuốn. Cắt dài dài vậy đó. Kẹp vừa miếng ăn. Mầm xấu luôn. Mệt quá trời mệt. Mình làm gì mệt? Hả? Cắt bạn mệt quá trời. Quay mặt mệt mày lại coi. Mình muốn ăn có chút xíu hả các bạn ơi. Bạn này. Quay mặt mệt lại kìa. Đi đi. Quay mặt mệt mày lại coi. Dạ. Hello. Bánh đâu rồi? Bánh là bánh rồi. Bánh là đâu có đường. Đâu phải bánh. Cá linh chiên bột. Cá linh chiên bột với tép. Với tép. Với nước cốt. Rồi. Rồi đã. Giòn vậy đó ngon. Ngon. Cá lên chiên bột. Để là nào? Cá lên chiên bột. Giờ ăn cá linh luôn. Ăn luôn. Bữa nay ăn cá linh không á. Bữa nay hết gạo rồi. Mày tào lao gì vậy? Còn nói bữa nay hết gạo rồi mình muốn bán mình là ăn luôn. Ăn chừng cơm phải không? Trời ơi, tời nó nói mà nó nhiễu rồi kìa. Nuốt vô không kịp. Nãy giờ nó kêu cho nó ăn. Thèm. Miếng này. Bạm không? Đây mình xắt ra đây cả nhà, hớt miếng nhỏ rồi nè. Cắt thành quanh cá. Rồi cắp chấm nước mắm mặn, ôi nó ngon. Đây sắp xếp lên mâm rồi cả nhà ơi. Lần này mới nữa.
trời ăn thì nó ngon thiệt cả nhà ơi, mà có con cá lớn rồi hơi xương. Thái ra bỏ xương. Lấy quân bây rồi. Cá này thái rồi nhúng mắm nó ngon. Đây còn như nó xong rồi cả nhà ơi. Còn như là mình lên mâm mà cả nhà cũng thưởng thức với gia đình mình thôi. Buổi chiều. Đó, bà xã sắp lên rồi đó. Vô đây nhiếp cắp xương rồi cả nhà ơi. Ngon. Ông ăn có con dĩ mắc cổ rồi. Cá nè. Quá ngon. Quá ngon vậy mà quá ngon. Đây bà chị mình bá chiên giết mà bá mắc cổ bá che lại luôn cả nhà ơi. Lấy tấm thiết bá che lại luôn rồi. Nó thấy luôn rồi. Gió quá rồi các bạn ơi. Còn ló cái đầu lên không nè, ló cái chớp không. Rồi dĩ này nữa, dĩ chót cả nhà ơi. Rồi lên mâm mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình mình nha. Rồi mặt trời sẽ sẵn xuống núi rồi cả nhà ơi. Mát rồi nè, mát rưỡi rồi nè. Nước giật cái kìa, tuốt tuốt dữ đó. Ngồi tuốt trên nè. Cá ụt nhẹo chân kìa. Cá lên nguộn chưa bự nữa, nước giật kìa. Đây vừa độc quyền mình nữa nè. Vừa bị đuông ăn thời gian nó hết ra trái nè, trái nhóc hết. Bị đuông ăn ra hết ra trái. Đợt nãy ra lại rồi nè. Đó, ló lưỡi mèo lên lại rồi đó. Còn dĩ cuối cùng cũng hết ra nữa cả nhà ơi. Bật kia lên chưa? Chả kia lại hết. Đó, chiều ba má mình ra đây ăn luôn cả nhà ơi. Dọn ra đây ăn luôn cho nó mát. Đây, mấy cuối cả nhà ơi. Trời ơi, mấy cuối mấy ngon nè, khét khét nè. Đó, chiều gia đình mình đồ dồn ra ngoài này ăn hết ra này cho nó mát. Đây, bữa cơm chiều của gia đình mình đây. Chị chờ nữa. Đang đông gì cho nó vui. Đông mà đồ không có sạp đâu. Đây, mời cả nhà ăn cơm buổi chiều cùng gia đình mình nha. Có gì qua, tới mời cả nhà dùng cơm. Cơm cả nhà ơi. Cá linh kho lạ. Không kêu vợ gốc rồi lá trăng. Ăn cơm gầm ơi. Cơm trang ơi. Nhân với đứa nào đó. Toàn ăn cá chiên nhân chiên. Từng quay đang thấy đồ này kia. Hết trơn. Ăn với mà mốt ơi. Cá chiên. Không có chớp nè. Oh, quá mồi cả nhà ơi. Ngon ngon tôm. Tôm cũng cạn ngọt. Quay về hướng mặt trời lặn nó hơi chá, coi thông cảm cả nhà. Ăn quán ơi, hiệp ơi, nội nay kêu ăn cơm của quán ơi. Cá chả chiên với tép mời nhà dùng nha. Cá linh. Có linh chiên với tép chiên. Dựng ăn đó không được. Mời cả nhà ăn nghe Út Trang. Anh Gụ, anh Tú, chị Phương nha, mùi ý nha, mời hết trơn ở nhà nha. Mời trong mau. Nè bò ngon nè, không cá chả. Ủa cá linh. Cá linh. Ăn này chú Út ơi, nay chị không lên ăn cá chiên bột nè. Cá linh của anh ba nè. Nếu bữa nào lên thì là làm ăn. Bữa nay nó làm ăn lớn. Chị ba gấp tới không? Điện gì đang quay rồi, điện gì gom ở gom. Ăn cơm nè. Về ăn cách chiên nè, Út Trang ơi. Rồi, mời cả nhà bữa cơm chiều cùng gia đình mình nha. Mày thấy không? Không.
không thôi. Quên mời rồi. Ba với má ăn nghe, bữa nào con ra con làm cái này cho ông với má ăn nghe ông ba. Ok. Mà ngon. Cá chiên bộ. Đây ông Nhật Giao mới ưa món này lắm. Cá linh chiên bột. Ba có coi clip này mời ba ăn nghe ba. Anh xui không ăn, tôi ăn hết đó anh xui ơi. Anh em không phải đâm vỏ. Mời cả nhà. Qua ăn nè An ơi, Khang ơi. An Khang. Còn thịnh dưỡng chưa có. Thôi clip đây cũng kết thúc nha. Chúc cả nhà một buổi chiều tràn đầy hạnh phúc bên gia đình, bên người thân nha. Cả nhà thấy có hay hãy đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Bye bye.